Xe xin chào tỷ phú có lối sống kỳ lạ, từng ngủ với 10.000 phụ nữ, treo 3.000 tỷ chữa đồng tính cho con. Vị tỷ phú Hồng Kông Xe xin chào từng thu hút sự quan tâm của báo chí, không chỉ vì sự giàu có của mình mà còn vì tuyên bố đã hẹn hò và ngủ với 10.000 phụ nữ. Thậm chí con gái đồng tính của ông cũng nhận được 20.000 lời cầu hôn của các chàng trai nhờ phần thưởng 40 triệu bảng Anh, khoảng 2.700 tỷ đồng. Ông là chủ tịch công ty Trách Nang và giàu lên nhờ buôn bán bất động sản. Năm 2012, tỷ phú người Hồng Kông Trung Quốc Xe xin chào đã treo thưởng 40 triệu bảng Anh cho bất cứ người đàn ông nào chinh phục được trái tim con gái ông, mặc dù cô đã kết hôn với người bạn gái đồng tính lâu năm. Câu chuyện của hai bố con tỷ phú nhà Chao nghe giống như trong tiểu thuyết, nhưng lại diễn ra trong cuộc sống thực. Ở tuổi ngoài 80, giống như nhiều người già khác, ông có quan điểm cũ về hôn nhân đồng tính. Ông trùm ăn chơi khét tiếng này đã công khai lên tiếng phản đối mối quan hệ giữa con gái ông và người tình Sean Elf, bất chấp việc họ công bố rằng đã kết hôn ở Pháp, nơi hôn nhân đồng tính được công nhận. Bản thân tỷ phú Xe xin chào chưa từng kết hôn, nhưng số bạn gái và nhân tình của ông thì đếm không xuể. Ông từng tuyên bố mình đã quan hệ với 10.000 phụ nữ. Trái lại, con gái ông, Gigi Chao, hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân của mình. Gigi là một trong hai người con của tỷ phú Xe xin chào với hai người phụ nữ khác nhau. Tuy khác nhau trong quan điểm về tình yêu, hai bố con họ lại có những điểm tương đồng về năng lực. Cả hai đều là những phi công lái trực thăng, có bằng cấp và cả hai đều là những kiến trúc sư chuyên nghiệp. Gigi từng tốt nghiệp trường kiến trúc Manchester, Đại học Manchester của Anh. Gigi cũng đang là giám đốc điều hành lâu năm của Trách Nang, công ty bất động sản mà cha cô từng điều hành. Tỷ phú Chao từng nghĩ đến việc trao cho Gigi gia sản mà ông và cha ông trùm vận tải Chao Song Year, xây dựng. Tuy nhiên, cả hai người con nhà họ Chao đều là những người có lối sống đặc biệt và dường như kinh doanh không phải là ưu tiên hàng đầu của họ. Kể từ những năm 1970, ông Chao đã là nhân vật được báo chí chú ý bởi lối sống phóng túng của mình. Dường như ông chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi về những bức ảnh tay trong tay cùng với vô vàn cô gái trẻ đẹp hay những câu chuyện từ chính miệng ông kể về cuộc sống tình ái đầy màu sắc của mình. Ông còn có những bức ảnh chụp với một dàn người đẹp mặc bikini đăng trên bìa một tạp chí dành cho đàn ông. Thế nhưng ông từng thừa nhận những người phụ nữ đến bên cạnh ông chỉ vì tiền. Người phụ nữ mà ông gắn bó nhất có lẽ là người phụ nữ Mỹ gốc Việt Terry Holliday, mẹ của con trai ông Roman. Hai người chung sống với nhau cho tới khi chia tay vào năm 1995. Cô con gái Gigi sinh năm 1979, hiện đang điều hành Hollander Talent, công ty chuyên kinh doanh đồ trang sức cao cấp, tổ chức sự kiện marketing. Cô không hề được dư luận biết đến cho tới khi tỷ phú Xe xin giao bán con gái với cái giá 40 triệu bảng Anh rầm rộ trên báo chí. Nếu như ông trùm địa ốc Xe xin chào từng tuyên bố đã lên giường với 10.000 phụ nữ, thì sau lời đề nghị kén rể này, con gái ông đã nhận được khoảng 20.000 đơn đăng ký của các chàng trai đến từ khắp nơi trên thế giới. Thậm chí có người còn gửi ảnh khỏa thân cho cô với hy vọng sẽ là ứng viên nổi bật. Tuy nhiên trước hành động này của bố, cô không hề giận dữ mà chỉ cười. Trong một bức thư gửi ông Xe xin, Gigi viết: "Con nghĩ đã đến lúc chúng ta phải nói chuyện thẳng thắn với nhau. Con yêu cha rất nhiều và chúng con có thể nói rằng cha là một người cha mà chúng con luôn kính trọng, một mẫu doanh nhân đáng noi gương. Con xin lỗi vì gần đây người ta đã không hiểu rằng con sẽ luôn tha thứ cho cha vì cách cha suy nghĩ, bởi vì con biết rằng cha làm việc đó vì muốn những điều tốt đẹp nhất cho con và chúng ta đều không quan tâm người ta có thể hiểu điều đó hay không. Là con gái của cha, con chẳng muốn điều gì ngoài việc làm cho cha cảm thấy hạnh phúc. Nhưng về tình yêu, kỳ vọng của cha về con và thực tế con là ai lại không trùng khớp nhau. Nhưng cha đã biết, con từng có những người bạn trai trong quá khứ và con đã có những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi. Con nhận thấy mình chỉ hạnh phúc phút chốc vì được quan tâm, được chú ý, vì sự mới mẻ của một ai đó mạnh mẽ hơn mình về mặt thể chất. Nhưng những mối quan hệ đó luôn luôn ngắn ngủi bởi vì con nhanh chóng mất kiên nhẫn, con cảm thấy một sự khó chịu không thể diễn tả được với sự hiện diện của họ. Con đã làm tan vỡ trái tim của những người đàn ông đáng yêu, chân thành, tử tế. Con xin lỗi về điều đó. Nhưng với Sean, con cảm thấy thoải mái và hài lòng với cuộc sống của mình, cũng như hoàn toàn thoải mái với cô ấy. Con biết thật khó để cha hiểu được việc con cảm thấy thu hút bởi một người phụ nữ. Nhưng điều đó đã xảy ra một cách nhẹ nhàng và bình yên. Sau nhiều năm, chúng con vẫn yêu nhau rất nhiều. Điều tiếc nuối nhất của con là cha không thể hiểu được con đang hạnh phúc với cuộc sống của mình đến nhường nào và có những điều trong cuộc sống của con mà cha không thể chia sẻ cùng. Con cho rằng chúng ta không cần đến sự chấp thuận của nhau cho những mối quan hệ yêu đương của mình và con chắc rằng những mối tình của cha cũng rất tuyệt vời. Con thực sự yêu Sean, người đã làm rất tốt việc chăm sóc con mỗi ngày, người giúp con trở thành một cô gái vui vẻ hạnh phúc. Cô ấy là một phần rất quan trọng trong cuộc đời con. Con cũng trở thành một người tốt hơn nhờ cô ấy. Con không yêu cầu cha phải là người bạn thân nhất nhưng sẽ có ý nghĩa rất nhiều với con nếu như cha không cảm thấy sợ hãi cô ấy và đối xử với cô ấy như một người bình thường.
Con đã dành rất nhiều thời gian để tìm ra con là ai, điều gì quan trọng trong cuộc sống của con yêu ai và làm thế nào để sống tốt nhất. Con tự hào về cuộc đời mình và con sẽ không chọn sống theo bất cứ cách nào khác. Con xin lỗi vì đã khiến cha hiểu nhầm rằng con yêu một người đồng tính nữ vì thiếu đàn ông tốt ở Hồng Kông. Có quá nhiều đàn ông tốt, chỉ là họ không dành cho con mà thôi. Bức thư ngắn nhưng có thể cho thấy sự thông minh, tinh tế và cá tính của Gigi, một người được ăn học đàng hoàng. Nói về mối quan hệ với con gái, tỷ phú Cecil cũng giải thích: "Tôi đã được nhiều kênh truyền hình và tờ báo trong và ngoài khu vực phỏng vấn, nhưng họ đã đưa thông tin sai lệch rằng tôi giống như một ông già trong tiểu thuyết Romeo và Juliet, người đã cấm đoán con cái chọn người mình yêu. Không phải như vậy, tôi chỉ muốn Gigi có một lựa chọn tốt hơn thay vì mắc kẹt với những thứ không phải là tốt nhất. Tôi không cố gắng áp đặt con gái mình, tôi chỉ cố gắng cho con bé nhiều lựa chọn hơn", ông nói. "Tôi chưa bao giờ nói chuyện với con gái bằng giọng gay gắt, tôi luôn trò chuyện với chúng như bạn bè. Bất kể chúng làm gì cũng đều là quyết định của chúng, tôi chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống của con."